Chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của kênh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, quốc anh chia sẻ về chủ đề có thể thu hút người yêu cũ của bạn trở lại bằng luật hấp dẫn hay không. Nhưng trước khi chúng ta đi vào chi tiết hơn, quốc anh muốn chỉ ra rằng việc lấy lại người yêu cũ theo quy luật hấp dẫn có nghĩa là trước tiên bạn phải ngừng ngắm ảnh về người yêu cũ của mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, bạn có thể sử dụng các quy luật của vũ trụ để hướng dẫn bạn đến những ước mơ và mục tiêu của mình. Để luật hấp dẫn phát huy tác dụng của mình, bằng mọi giá phải tránh những sai lầm sau chia tay. Bởi vì suy nghĩ của chúng ta là một công cụ mạnh mẽ. Chúng ta có thể ảnh hưởng, thay đổi và biểu hiện môi trường xung quanh chỉ với một suy nghĩ tích cực chúng ta có thể đạt được nhiều điều tuyệt vời thậm chí thu hút người yêu cũ quay lại tuy nhiên có những hạn chế đối với luật này với luật hấp dẫn chúng ta có thể biểu lộ tình yêu sức khỏe sự thịnh vượng hoặc bất cứ điều gì chúng ta mong muốn luật hấp dẫn hoạt động bằng cách tập trung vào những gì chúng ta muốn và không bao giờ tập trung vào những gì chúng ta không muốn ví dụ vì chúng ta muốn lấy lại người yêu cũ bằng kỹ thuật mạnh mẽ này chúng ta sẽ nói những điều như tôi muốn lấy lại người yêu cũ tôi đang quay lại với người yêu cũ tôi có thể cảm thấy chúng tôi đang xích lại gần nhau hơn và khi chúng ta nói tôi muốn mất người yêu cũ hoặc tôi muốn người yêu cũ quên tôi luật hấp dẫn có tác dụng với tiêu cực nếu bạn đang cảm thấy những cảm xúc tiêu cực thì sự tiêu cực chính là những gì bạn đang thể hiện bạn không thể lấy lại người yêu cũ bằng luật hấp dẫn nếu bạn đang hành động vì tuyệt vọng có một sự khác biệt rất lớn giữa mong muốn và cần cái trước là một phong thái tích cực trong khi cái sau miêu tả thái độ ám ảnh và thiếu kiểm soát luật hấp dẫn không thể bị đánh lừa bằng cách suy nghĩ và mong muốn điều gì đó trong một vài khoảnh khắc và sau đó quay trở lại hành vi tiêu cực nó đòi hỏi sự nhất quán và một thái độ cực kỳ tích cực đối với những gì bạn đang mong muốn vì bạn muốn quay lại với người yêu cũ bạn không muốn gửi gì khác ngoài những rung cảm tích cực đến anh ấy hoặc cô ấy để bắt đầu hãy loại bỏ mọi nghi ngờ bản thân và tăng cường sự tự tin của bạn điều quan trọng là luôn thể hiện mong muốn của chúng ta ở thì hiện tại như thể nó đang xảy ra ngay bây giờ trái ngược với việc sử dụng thì tương lai giống như là tôi sẽ gọi lại người yêu cũ mọi thứ trong vũ trụ với bất kỳ hình dạng và hình thức nào đều được tạo ra từ năng lượng thực vật đá vật phẩm động vật con người hành tinh được tạo ra từ các phân tử dao động ở một tần số nhất định. Bạn và người yêu cũ đã từng ở cùng một mức độ rung động. Tại một thời điểm nào đó, bạn kết hợp với cùng tần số và ở trên một bước sóng bằng nhau trong một thời gian. Sau đó một thời gian, quá trình đồng bộ hóa bị xáo trộn và bạn bị ngắt kết nối. Để có thể thu hút người yêu cũ trở lại bằng luật hấp dẫn, bạn cần bắt đầu rung động ở tần số cao hơn tần suất rung động của bạn càng cao thì khả năng thu hút sự chú ý của người yêu cũ càng cao có nhiều cách để bạn có thể tăng tần suất rung động của mình bạn phải nhận thức được rằng sức mạnh rung động của bạn đến từ bên trong điều đó có nghĩa là bạn phải thay đổi cách bạn cảm nhận về bản thân điều này có thể đạt được bằng cách thực hiện những điều sau thiền định sử dụng khẳng định tích cực giúp đỡ những người cần trở thành một người hạnh phúc làm những điều bạn yêu thích sửa chữa những thiếu sót của bạn chăm sóc người già trẻ em và động vật chúng ta càng muốn đạt được điều gì đó chúng ta càng nên đưa ra nhiều năng lượng tích cực vào mục tiêu của mình với sự trợ giúp của những suy nghĩ tích cực mạnh mẽ và sự cống hiến các hành động sẽ theo sau vì tất cả sự tích cực mà chúng ta đặt vào ý tưởng đoàn tụ với người yêu cũ của mình chúng ta lập một kế hoạch và thực hiện nó đến mức gần như hoàn hảo để cho luật hấp dẫn hoạt động chúng ta phải để các luật sau đây diễn ra luật của sự sáng tạo có chú ý bằng cách cố ý gửi suy nghĩ của chúng ta vào vũ trụ chúng ta nói chính xác những gì chúng ta muốn điều cần thiết là bạn phải liên tục tạo ra sự tích cực và tiếp tục mong muốn nó một cách lành mạnh. Luật chấp nhận Bằng cách cho phép người khác trở thành người như họ muốn, chúng ta chấp nhận họ vì họ là ai. Để lấy lại người yêu cũ, bạn phải tôn trọng ý chí tự do của họ và không bao giờ cố gắng chống lại điều đó. Vì lý do này, bạn phải cho phép người yêu cũ nói và làm những gì anh ấy hoặc cô ấy muốn. Sau này, người yêu cũ của bạn có quyền làm như vậy với tư cách là một người tự do nếu bạn cố gắng quay lại quá sớm sau khi chia tay bạn có thể sẽ tự làm tổn thương mình và hành động vì tuyệt vọng hãy chữa lành đúng cách và loại bỏ sự tiêu cực trước khi bạn cố gắng lấy lại người yêu cũ bằng luật hấp dẫn sẽ không có vấn đề gì nếu người yêu cũ của bạn đang gặp người khác hoặc nếu anh ấy cô ấy nói rằng anh thấy cô ấy không muốn quay lại với bạn. Nếu bạn đang nói chuyện với người yêu cũ, hoặc bạn có thể ngừng theo dõi trên mạng, có lẽ bạn nên bắt đầu tôn trọng bản thân và người yêu cũ bằng cách không liên lạc. Điều này là hoàn toàn cần thiết trước khi luật hấp dẫn có thể làm được điều kỳ diệu của nó. Bạn có thể hình dung, hãy vào trạng thái thoải mái và tưởng tượng cảm giác tuyệt vời như thế nào trong giây phút hiện tại khi được ở bên người yêu cũ bạn có thể nhắm mắt nghe một giai điệu thư giãn và tập trung cố gắng nhớ lại cảm giác của bạn khi bạn có mối quan hệ với bạn trai hoặc bạn gái cũ giải phóng sự tích cực của bạn vào vũ trụ và đặt cảm xúc vào suy nghĩ của bạn loại bỏ mọi nghi ngờ và yên tâm rằng việc gặp lại người yêu cũ là điều đúng đắn và không chỉ để bạn cảm thấy tốt hơn chỉ suy ngẫm về những điều tốt đẹp và niềm vui mà mối quan hệ mang lại trong cuộc sống của bạn hãy nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ mà hai bạn đã chia sẻ cùng nhau và cảm giác của những khoảnh khắc đó bây giờ bạn đã có một hình ảnh rõ ràng trong tâm trí hãy tưởng tượng một tia năng lượng truyền từ trái tim bạn đến người yêu cũ và ngược lại hãy tập trung vào kết nối đó bạn và người yêu cũ đã chia sẻ một mối quan hệ tuyệt vời trong quá khứ cố gắng kết nối lại trái tim của bạn bằng cách gửi đi năng lượng tích cực thiền định thiền có thể có tầm quan trọng đáng kể khiến người yêu cũ quay lại với luật hấp dẫn nó cho phép bạn đạt đến trạng thái thư giãn nhanh hơn nhiều khi bạn đạt đến trạng thái đó thiền sẽ giữ cho bạn vững vàng và giúp bạn chống lại những xáo trộn tốt hơn bắt đầu bằng cách thiền hai lần một ngày trong khoảng 10 phút. Nó sẽ giúp giảm dạ bớt lo lắng, trầm cảm, dễ ngủ và giúp bạn cảm thấy tốt hơn về tổng thể. Bạn có thể ngồi trên ghế, hoặc dưới sàn nhà, hoặc bất cứ nơi nào thoải mái với tư thế kiết già dạ, hoặc giữ cho lưng bạn thẳng đứng. Hít vào từ từ bằng mũi trong thời gian 8 giây, nín thở trong 5 giây thở ra trong thời gian 7 giây. Quan trọng là tập trung vào hơi thở, cảm nhận không khí chảy vào và ra khỏi phổi của bạn. Làm dịu tâm trí của bạn bằng cách chỉ tập trung vào thiền định và bạn có thể sử dụng những lời khẳng định tích cực sau đây. Sử dụng những lời khẳng định tích cực trong suốt cả ngày để loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực cũng như nói rõ điều bạn muốn. Để lấy lại người yêu cũ bằng luật hấp dẫn, bạn có thể nói những lời khẳng định sau. Tôi sẽ trở lại với tên người yêu cũ của bạn sớm hơn dự kiến. Tên người yêu cũ của bạn và tôi dành cho nhau. Tôi yêu cuộc sống của mình và sự tích cực mà tôi mang lại cho thế giới này. Tôi biết ơn vì đã có tên người yêu cũ của bạn trong cuộc đời của tôi cảm giác thật tuyệt vời khi lại có tên người yêu cũ của bạn ở bên tôi có thể cảm thấy tên người yêu cũ của bạn kết nối với tôi ở một mức độ sâu hơn những lời khẳng định tích cực là cách tốt nhất để giữ tinh thần lạc quan trong hành trình quay lại với người yêu cũ của bạn với luật hấp dẫn sự khẳng định giúp bạn đi đúng hướng trong cuộc sống và ngăn bạn mắc phải bất kỳ sai lầm lớn nào bắt đầu bằng cách trở nên biết ơn mọi thứ và bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn điều này có nghĩa là bạn nên bày tỏ lòng biết ơn đối với thực phẩm bạn ăn bạn bè và gia đình bạn có sức khỏe giáo dục của bạn và mọi thứ bạn đã đạt được cho đến nay mỗi ngày hãy bày tỏ lòng biết ơn vì đã có những thứ bạn cũng có thể theo dõi nghiệp chứng của mình bằng cách viết nhật ký khi mọi thứ trở nên khó khăn bạn luôn có thể đọc một vài trang để biết mình đã đi được bao xa bằng cách biết ơn mọi thứ tích cực trong cuộc sống hàng ngày bạn sẽ vô tình thay đổi nhận thức về bản thân khi thời gian trôi qua bạn sẽ bắt đầu thấy mình là một người hạnh phúc và tử tế hơn cảm xúc của bạn sẽ ngày càng trở nên tích cực hơn và bạn sẽ bắt đầu thu hút sự tích cực xung quanh mình. Suy nghĩ và cảm xúc của bạn hoạt động tương quan với nhau và có thể điều chỉnh môi trường theo ý muốn của bạn. Khi bạn trở thành ánh sáng trong bóng tối và bạn tỏa sáng hơn bao giờ hết, mọi người sẽ chú ý đến sự tỏa sáng của bạn. Hãy làm những gì làm cho bạn hạnh phúc. Bật một chút âm nhạc, xem TV đi chơi với bạn bè và thay đổi cách nhìn của bạn về cuộc sống suy nghĩ tích cực mạnh hơn nhiều so với suy nghĩ tiêu cực bởi vì rất mạnh mẽ tính tích cực làm tăng đáng kể quá trình biểu hiện viết ra những gì bạn muốn vào một tờ giấy hoặc trong nhật ký cá nhân của bạn và cố gắng không có bất kỳ kỳ vọng nào đừng lo lắng về cách bạn sẽ thể hiện người yêu cũ trong cuộc sống của bạn hãy tập trung vào sự tích cực hãy tạo ra những cảm xúc tích cực và để luật hấp dẫn thực hiện công việc của nó nếu bạn cảm thấy không xứng đáng với người yêu cũ của mình hoặc bạn nghĩ rằng anh ấy hoặc cô ấy xinh đẹp hơn giàu có hơn hoặc thành công hơn bạn đang tự hạ thấp rung động của mình trước tiên bạn phải thay đổi nhận thức về bản thân trước khi bạn có thể bắt đầu tấn công người khác bạn chỉ có thể thu hút người yêu cũ quay lại bằng luật hấp dẫn nếu bạn tự tin vào bản thân và giá trị bản thân khi bạn thực sự hài lòng với con người của mình là lúc bạn tỏa ra năng lượng tích cực và hoạt động như một thỏi nam châm thu hút những người cùng chí hướng nếu bạn luôn là con người tốt nhất của mình sớm muộn gì người yêu cũ của bạn cũng sẽ liên lạc lại với bạn phiên bản mới của chính bạn sẽ thay bạn nói lên điều gì vậy tại sao bạn sẽ không còn cảm thấy cần phải thuyết phục người yêu cũ cho bạn một cơ hội nữa. Bạn được biến đổi, sẽ sở hữu rất nhiều năng lượng tích cực, điều mà bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại được. Mọi người thực sự thích ở bên những người hạnh phúc khác và đây là điều bạn đang hướng tới. Bởi vì bạn tin rằng bạn đã ở cùng với người yêu cũ, bạn không thể hiện sự thiếu tốn hoặc thể hiện bất kỳ hành vi tiêu cực nào sự tự tin là điểm hấp dẫn nhất và luật hấp dẫn không thể tồn tại nếu không có nó thần giao cách cảm hay giao tiếp tâm trí sẽ hoạt động khi bạn hoàn toàn tin tưởng vào nó để sử dụng nó trước tiên hãy thư giãn cơ thể của bạn đi vào trạng thái tâm hồn yên bình nhắm mắt và sử dụng tất cả các kỹ thuật được đề cập trong video này khi tin rằng thần giáo cách cảm hoạt động, bạn bắt đầu trung động ở cấp độ cao hơn, gửi tín hiệu đi khắp thế giới. Cá voi sử dụng nó để giao tiếp với nhau và con người cũng vậy. Trí óc con người có sức mạnh phi thường. Mọi thứ đều có thể nếu chúng ta sử dụng nó đúng cách. Là con người, chúng ta chỉ sử dụng 10% khả năng của bộ não và không thể nói trước được những gì chúng ta có thể đạt được nếu khai thác vào tiềm thức của mình chúng ta có thể mở khóa tiềm năng thực sự của mình và nâng khả năng của mình lên một tầm cao mới với thiền định bằng cách tập trung vào nội tâm của chúng ta vì vậy làm thế nào để bạn kết nối với người yêu cũ và khiến anh ấy hoặc cô ấy nhắn tin hay gọi điện cho bạn hãy để bản thân thoải mái và cố gắng thư giãn nhắm mắt lại và hình dung hãy nghĩ về việc cả hai bạn đã ở bên nhau và khẳng định một cách tích cực lý do bạn sử dụng luật hấp dẫn. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và sáng tạo. Luật hấp dẫn không có giới hạn. Bạn càng tin tưởng vào nó, kết quả sẽ càng vững chắc. Hãy tiếp tục tập trung vào con người bên trong của bạn. Đảm bảo rằng bạn đang rung ở tần số thích hợp bằng cách tách mình ra khỏi kết quả. Hãy nhớ khi Quốc Anh nói rằng việc lấy lại người yêu cũ của bạn bằng luật hấp dẫn có một hạn chế ý chí tự do là một trong số đó bạn không thể thay đổi trực tiếp quan điểm của một người về bạn tuy nhiên bạn có thể ảnh hưởng vô cùng lớn đến cá nhân đó vì hệ thống tự vệ tự nhiên của người yêu cũ của bạn là trực tuyến và có đầy đủ chức năng nên sẽ mất một thời gian trước khi bạn có thể vượt qua nó những người yêu cũ đôi khi trở nên rất cay đắng sau khi chia tay đó có thể là lỗi của bạn dù thế nào đi nữa bạn cũng phải tôn trọng mong muốn của người yêu cũ muốn tách khỏi bạn và chào tạm biệt bạn càng sử dụng nhiều logic và suy luận bạn càng gây ra nhiều thiệt hại thay vào đó bạn cần lùi lại một chút và xem xét cảm xúc của người yêu cũ từ góc độ của họ luôn hấp dẫn luôn hoạt động và không có giới hạn về thời gian thời điểm và cách thức mà người yêu cũ của bạn sẽ xuất hiện trở lại cuộc sống của bạn làm thế nào để bạn biết nó hoạt động chỉ có một cách để bạn biết nó hoạt động và đó là không đặt câu hỏi về nó và tự nghi ngờ các quyết định của mình nghi ngờ mang lại nhiều nghi ngờ hơn điều này tạo ra cảm xúc tiêu cực cảm xúc tiêu cực củng cố suy nghĩ không rõ ràng của bạn khiến nó hoạt động ngược lại với ý định ban đầu của bạn hầu hết những người thất bại trong việc thu hút người yêu cũ trở lại cuộc sống của họ với luật hấp dẫn vì thiếu kiên nhẫn họ muốn mọi thứ xảy ra ngay bây giờ bằng cách bước chấp quy luật của vũ trụ bằng cách thiếu kiên nhẫn bạn gửi những suy nghĩ tiêu cực vào vũ trụ yêu cầu những kết quả tiêu cực bạn đoán xem vũ trụ sẽ làm gì? Vũ trụ lắng nghe mong muốn của bạn và thực hiện. Bắt đầu bằng cách chú ý đến tất cả các dấu hiệu mà bạn có thể đã bỏ qua. Đừng phân tích quá mọi thứ. Thay vào đó, hãy tiếp tục con đường của bạn và luôn lạc quan. Điều bạn cần làm là buông tay hoàn toàn với người yêu cũ. Chỉ khi bạn tách mình ra khỏi người yêu cũ và kết quả bạn mong muốn, thì mới có thể khiến người yêu cũ quay trở lại hãy ngừng cố gắng giành lấy người yêu cũ của bạn nếu bạn đang ở trong tình trạng tuyệt vọng về tâm trí dù khó như thế nào hãy trở nên hài lòng với bản thân trước bây giờ là thời điểm tốt nhất để kiểm tra những điều làm tan vỡ mối quan hệ và bắt đầu khắc phục chúng ngay lập tức bạn vẫn phải tuân theo các nguyên tắc phổ biến khi nói đến việc quay lại với người yêu cũ bắt đầu với quy tắc 30 ngày không liên lạc. Cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn bằng cách khắc phục những sai sót của bạn. Tất cả những thay đổi tích cực mà bạn thực hiện đối với cuộc sống của mình đều đóng một vai trò rất lớn khiến người yêu cũ của bạn quay trở lại. Hãy làm cho bản thân hấp dẫn hết mức có thể để khi đến thời điểm thích hợp, bạn và người yêu cũ có thể quay trở lại với một tâm thế hoàn toàn khác và tích cực. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại